là chậm là do mình kỹ quá mà mình chậm hay sao? Chậm chứ không phải là kỹ. Ăn có chậm không? Không. Tắm có chậm không? Không. Nhậu có chậm không? Dạ không anh. Không luôn đúng không? Vậy là đâu có chậm. Vậy là chậm trong cái gì nè? Dạ em ly hôn, em có một bé. Lớn chưa? Dạ bé học cấp 3 rồi. Vậy lớn rồi, con trai con gái? Dạ con gái. Vậy ở với ai? Dạ bé đang ở với ba. Thì bao lâu mới gặp con gái một lần? Hè thì bé lên đây chơi mấy tháng rồi bé về quê học. Hoặc là Tết về quê gặp bé. Mà em trai giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Xuân Thoại. Sinh 1984, vừa ở Bình Định. Ở đâu, huyện nào? Ở Phù Mỹ, nghề nghiệp về ngành cơ khí ở thuộc đất thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể em làm gì? Trận đồng xe đầu kéo container ở đây đó anh. Em vô đây lâu chưa? Em vô được gần 10 năm rồi. 10 năm? Ở đâu? Tạm trú em ở đường Vinh Xuân thuộc đất thành phố Hồ Chí Minh. Ở tạm trú? Dạ. Yeah. Ở trọ đó hả? Dạ. Yeah. Ở với ai? Em ở con mình này. Ở một mình. Rồi, nhà gái nghe rõ chưa? Rồi, mời nhà gái. Phải làm cơ khí nha. Dạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Thị Kim Phụng. Em sinh năm 1989. Em đang ở huyện Nhà Bè. Em làm công việc gì? Dạ em đang làm công việc giúp việc theo giờ. Quê mình ở đâu? Quê Phụng? Đâu? Dạ quê em ở Sóc Trăng. Huyện nào? Dạ Mỹ Xuyên. À Mỹ Xuyên. Em trai Thoại nói cho nhà gái biết điểm mạnh điểm yếu của em đi. Điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu của em thì chung là làm công việc thì cũng được, nhưng mình hơi chậm tí thôi. Cái gì cũng chậm hết hả? Dạ. Yeah, chậm là do mình kỹ quá mà mình chậm hay sao? Chậm chứ không phải là kỹ. Ăn có chậm không? Không. Tắm có chậm không? Không. Nhậu có chậm không? Dạ không anh. Không luôn đúng không? Vậy là đâu có chậm. Vậy là chậm trong cái gì nè? Yêu chậm hả? Yêu thì do hồi trước của em cũng có 2 mối tình rồi, nhưng mà mình quen người ta thì người ta lại có chồng. Vậy là yêu chậm rồi ông ơi. Vậy là yêu chậm rồi ông ơi. Không có dám tiến tới hay sao? Ý là mình cũng tiến tới với mà đỡ hẹn tháng nấy. Rồi tháng nấy họ đi lấy chồng. Vậy là chậm em, rồi. Em cũng biết nó sao nữa. Mình hẹn chậm quá ta đi lấy chồng rồi. Chậm quá người ta đi lấy chồng. Thôi bên nhà trai tôi á là có một số vấn đề chậm ha. Mong rằng á là nhà gái thông cảm nha. Rồi nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ ưu điểm em cũng vui vẻ, hòa đồng, mà biết quan tâm và biết nấu ăn. Điểm yếu em không biết ca hát. Phải biết ca hát không? Em hát bài gì cũng được nhưng mà hát ít thôi. Hát thử ít đoạn thì coi chậm không? Duyên phận được không anh? Được. Duyên phận. Vô. Phận là con gái chưa một lần yêu anh, nhưng qua tương lai mẹ sống như sống nhận đường dài. Đúng nhịp mà có chậm đâu. Tôi thông báo nhờ cô gái của chúng tôi là tề gia nội trợ là đầy đủ nha. Tại vì làm công việc giúp việc theo giờ là rất là giỏi trong cái việc nội trợ đó. Được không? Không. Không. Rồi. Rồi bây giờ nói sơ sơ cho Ngọc Lan biết là anh bao nhiêu mối tình rồi đi. À, em nghĩ em nói cỡ 2 mối tình. Cỡ 2 mối? Nghĩ cỡ 2 mối vậy hả? Do hồi trước đi đến rồi em về rồi về nhà em một mối coi như là cũng quen rồi, đỡ đám cưới á, và coi như mình cũng quan tâm người ta rồi mình đỡ đấy, rồi ở nhà nó đi quen người khác. Và một mối thứ hai cũng vậy thôi, cũng nói mà sao họ đi có chồng nữa, tôi quen người ta tự nhiên để đó chồng. Đâu mình đỡ sắp xếp công việc rồi mắm rồi chứ không phải là không sắp xếp rồi đúng không? Dạ đúng, nhưng đúng mà chưa kịp cưới người khác cưới đúng không? Rồi. Đó chậm đó, mai mốt cái mối này là phải lẹ lẹ làm lên. Liền ha. Dạ, dạ. Làm liền luôn ha. Rồi tôi qua tôi coi nhà gái coi sao nha. Chào cô gái Sóc Trăng. Mình lên thành phố lâu chưa em? Dạ em lên được mười mấy năm. Mười mấy năm. Ở dạ. Đây với ai? Dạ em ở một mình. À, bên kia cũng ở mình, bên đây cũng ở mình. Bây giờ nếu hợp cái hai mình về ở chung. Dạ. Đường tình duyên mình sao vậy em? Dạ em ly hôn, em có một bé. Lớn chưa? Dạ bé học cấp 3 rồi. Vậy lớn rồi, con trai con gái? Dạ con gái. Vậy ở với ai? Dạ bé đang ở với ba. Thì bao lâu mới gặp con gái một lần? Hè thì bé lên đây chơi mấy tháng rồi bé về quê học. Hoặc là Tết về quê gặp bé. Em chia tay với ông xã lâu chưa? Dạ, dạ mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi? Dạ. Vẫn một mình như vậy hả? Em cũng có quen, cũng có tìm hiểu, nhưng mà không có hợp á. Nhà gái bên đây là lỡ chuyến đò rồi, nhà trai thấy sao? Thấy sao? Có được không? Được, không sao hết. Không vấn đề gì đúng không? Dạ, không có vấn đề gì hết. À. Miễn sao là bạn gái vui vẻ, hòa đồng. Vui vẻ, hòa đồng là được đúng không? Dạ, vui vẻ, hòa đồng được. Em gái bên đây hiền á, mười mấy năm một mình, thui thủi về em gái hả? Mấy năm trước thì em có nuôi bé, em ở với bé và
Qua cấp 3 thì bé mới về quê. Vậy lúc trước có bé đúng không? Dạ. Bây giờ bé cũng cấp 3 rồi, cũng khỏe rồi, nó lớn rồi. Mình phải lo hạnh phúc cho riêng mình đi em hai. Dạ. Phải. Dạ. Ví dụ giờ em lấy vợ về ở đâu? Ở dưới quê cũng được, hoặc là ở trong phố Sài Gòn cũng được, tùy theo phía bên vợ. Tùy theo à, tùy mình dù ở quê thì em làm nghề cũng được, muốn ở đây cũng được, tùy theo bên vợ. Thì vợ ở nhà bè cũng đang ở thuê. Dạ, cũng vậy. Em cũng ở thơ chứ mà cũng em ở thuê. Dạ. Hai bạn về ở thuê một nhà thôi, đỡ nó đỡ tốn tiền. Dạ. Mình dành dụm mình mua cái căn nhà chung cư gì đó, nhà ở xã hội đó, nếu mà được cưới nhanh để mình mua liền cái nhà ở xã hội. Mình gom góp chừng vài trăm là đủ mua nhà rồi. Nhắm thấy được không thoại? Trẻ đấy thì mình nhắm nói được hay sao không được. Được đúng không? Dạ. Vì giờ ở nhà bè cũng được mà ở Thủ Đức cũng được đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là anh mong muốn anh có một người vợ như thế nào nè? Vui vẻ hòa đồng rồi gì vui nữa? Vui vẻ hòa đồng tiền rồi nè thôi. Em gái, em muốn lấy một người chồng như thế nào? Dạ, em muốn một người chân thành, thương em, sạch sẽ và không hút thuốc. Có hút thuốc không? Em đâu hút thuốc đâu. Lâu lâu thì uống một hai con chứ không đâu có dâu dục tao chứ. Không đâu có hút thuốc không? Em đâu có hút thuốc đâu. Người ngát luôn đúng không? Nhưng mà sạch sẽ là không ở dơ hay là ăn bận gọn gàng với lại sạch sẽ không bê bối. Mà không bê bối đúng không? Dạ. Được không Thoại? Được. Sạch sẽ không? Sạch sẽ. Không bê bối ha? Không bê bối thì mình phải tạo điều kiện thì mình làm hoàn thành công việc thôi. À rồi. Đây là lúc mà làm cơ khí á, thì nó sẽ hơi dơ xíu nha. Nhưng mà về gặp vợ sạch sẽ được rồi hả? Được rồi. Trước thì em cũng có chồng làm về cửa sắt. Em thấy sao? Em cũng ngại về nghề làm mà bên cơ khí làm sắt. Nếu như làm ở đó thì cũng được, nhưng mà về sạch sẽ là được. Em thấy bạn nam tự biết chăm sóc cho mình. Có điều gì em không thích nữa không? Đừng ghen, tại vì trước đây em có chồng, vì chồng rất là ghen, đánh em. Đánh em. Trời ơi. Thì dạ. Có sao khổ. Nhưng mà em không muốn đàn ông vũ phu mà. Phải có không? Không có. Có đánh phụ nữ không? Không có, mình thua nhưng mà không có đánh. Hai bên cũng phù hợp với nhau đó. Bây giờ mình hỏi người thân xong mình gặp mặt nha. Đúng rồi, anh đi với ai? Em đi do con mình hay nhờ chương trình tự giúp á. Rồi, có anh Linh. Anh là quê Bình Định luôn mà. Vợ anh thôi. Rồi, cô gái chúng ta đi với ai nào? Dạ, em đi một mình. Một mình. Rồi, có chị Lan. Hy vọng rằng hôm nay không còn một mình nữa mà hai bạn sẽ về có hai mình. Mở rào. Bắt đầu thoải mái lên thật lại nha. Dạ. Tặng gì nói bạn gái nghe luôn. À, con gấu. Anh gấu con gấu. Ừ, nói luôn nha. Tại sao tặng con gấu? Rồi. Đi tới. Em dạ, anh không quà anh tặng con gấu. Dạ, em cảm ơn. Em là gấu của em cũng quên để em tặng quà cho anh sao. Đứng đó luôn đi. Em nhìn kỹ Thoại coi, thấy sạch sẽ không? Dạ, sạch bê bối không? Dạ, không. Được không? Dạ, được. Cũng đẹp trai lắm á. Hiền lành luôn. Người Bình Định thật thà chất phác. Hiền lành lắm. Rồi hai bạn chị đây ngồi đi nào. Chị thấy em có cái thư đó, em có muốn đưa cho bạn trai liền không? Dạ, hay là em, cuối chương trình? Dạ để em tự đọc. Rồi nè. Thoại thấy cô gái sao? Này. Hiền lành mà dễ thương. Cảm ơn anh. Một tuần thì khi nào rảnh thì em cho cơ hội anh đến tới hôn nhân. Gì mới con tuần nữa hôn nhân? Đâu đi đến đưa đi chơi. Đi chơi. Ừ. Khi do anh ở xe cho để cho anh gặp một hai lần cũng được. Tại lâu lâu thì anh cũng bận công việc ấy. Chứ không phải đi nhiều. Em ở Sóc Trăng thì đường nói thì anh cũng biết. Không, ở em nhà bè. Quê là Sóc Trăng thôi. Nhà bè Thủ Đức rất là gần luôn. Không? Biết. Thuận lợi chưa Thoại? Thuận lợi. Bạn gái thích đi chơi ở đâu hay không? Đi chơi ở đâu cũng được anh. Rồi. Đi cà phê hay là đi đâu đó chơi. Chừng đó thì để mình coi cho cơ hội mình đón hẹn hò rồi mình đi chơi. Dạ. Em ở xã nào nhà bè? Dạ, xã Nhân Đức. Em có biết xã Nhân Đức không Thoại? À, không, do em không biết được. Em biết đường Nguyễn Văn Linh không? Em biết Phú Mỹ Hưng không? Biết thì biết, cái mà do xe nó nhiều mình phải đi ráp lần mình mới biết được. Sau này anh có thể chuyển về quận 7 hoặc nhà bè anh làm được. Ờ, được. Em muốn sao thì anh cũng chịu hết đó. Trời ơi. Vậy mà ông kia cũng chậm đó. Anh là chưa có gia đình luôn. Chưa không? Hồi đó giờ quen hai mối tình rồi, cũng chưa có kinh nghiệm gì yêu đương đâu. Có nắm tay con gái chưa? Chưa. Bây giờ mạnh dạn lên Thoại nè, mạnh dạn lên nào. Em cũng lần đầu lên, em cũng ngại nên em không có biết nói. Mình phải mạnh dạn lên đi. Bây giờ nhìn thẳng mắt của bạn gái coi. Yeah. Giờ lương tháng này kia đủ lo cho vợ không?
đủ. Dạ. Em làm một tháng thì được mười mấy triệu á. Em làm một tháng thì được mười mấy triệu á. Ừ. Mười mấy triệu đó rồi có đưa hết cho vợ không? Tiền không. Ai giữ? Đâu, tiền phụ nữ giữ cho. Tiền phụ nữ giữ cho. Đó, được. Đâu không, có giữ đâu. Em nói đi, nói với cô nói đi. Nói đi, tiền mốt, bố anh làm nhiêu tiền đưa cho em. Anh làm tiền bao nhiêu tiền đưa cho em hết á. Đúng. Bây giờ hỏi là khoảng chừng nào, hẹn chừng nào em đám cưới? Khoảng một năm. À, một năm cũng được. Dạ. Thôi sớm hơn đi. Ê, khoảng một năm là tám tháng cũng được, được không? Mình tìm hiểu thì mình thấy tình yêu nó đủ lớn á. Ừ. Thì mình tiến tới. Ừ. Hát bài tặng bạn gái đi. Biết bài nào hát bài đó. À, vậy? Mà giờ mình biết bài em hát cũng luôn cũng không em không có. Được, được. Cũng có viết giấy luôn hả? Giờ em viết cho anh. Hai, ba. Chỉ có một ngày nó ngồi thành xe anh về thành quê đợi ruộng đồng sâu tí bơ eo. Trời, ông viết mà ông đọc không được nữa. Ai viết vậy? Em viết á. Vì sao em đọc không được? Em viết thấu quá mẹ. Mềm rung quá. Rung hả? Em rên từng mềm rung rung quá. Thôi giờ vậy, hát bài nào mình thuộc đi. Hát lớn cho bạn gái, nắm tay bạn gái nè. Bắt đầu. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhưng vừa tương ấy mà sống như sông rồng đường dài. Cành nhà nhiều đơn bài im ngơ ngác sống trong ngực nhà. Sao âm lượng nó càng ngày càng nhỏ là vậy? À, em vô này em dùng trà, dùng hát không được, không hát nữa. Nhưng mà em hát cao cơ còn được, nhưng mà em chung là bên đây rung quá. Rung quá hả? Rung quá em hát không được. Bây giờ cho bạn gái nè, đó, em muốn nói gì? Em không biết hát, em có một cái câu thơ. Rồi. Em chẳng hề mạnh mẽ chút nào đâu, bởi trái tim luôn yếu mềm ủy mị. Giàu lớn rồi vẫn như còn thơ bé, hay khóc cười tựa đứa trẻ lên ba. Em vẫn là cô bé thích mộng mơ, thích được vẽ với điều mình ước muốn. Vô tư cười nói chẳng phải chọn lựa chi. Em làm thơ đó hả? Thấy câu thơ hay em. À. Bài thơ đó vì sao em thích? Có phải là nó đang nói về một người con gái giống như em không? Dạ, kiểu như là cái tuổi thơ của em không có được á, không có cái tuổi thơ á chị. Hai bạn đây rất là hiền lành đó, phải nói rất là chất phác luôn á. Đi lập nghiệp từ ở Quy Nhơn vô đây, một bạn từ Sóc Trăng lên đây. Mình có nhiều bạn bè không? Dạ, em cũng ít bạn bè. Mình có nhiều bạn bè không? Không, không có luôn hả? Không có. Anh có đi nhậu không? Đâu thì ít thôi, không có uống nhiều. Ít bạn bè đâu uống một hai ly thôi, ngủ thôi chứ đâu có uống nhiều đâu. Ngủ không hả? Uống ít. Mà cũng hiền lắm. Bây giờ mình có thể tạo một cơ hội để gặp nhau, rồi tiến tới nó xa hơn nữa, được không? Dạ, thì lên đây cũng cái duyên thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Ừ, rồi, được không? Dạ, được. Thấy bạn gái dễ thương không? Dạ, thương. Thương hả? Dạ. Tim nãy đập mạnh không? Không biết cô chồng hồi đứng rung luôn. Rồi thôi về ghế ngồi đi nào. Bây giờ mình thích mình bấm liền nha. Đây là một cô gái rất là yếu đuối, mong manh. Hai bạn mà quyết định đến với nhau, anh phải là cái người bảo vệ cho cô này rất là nhiều. Thật ra bạn trai này cũng rất là hiền lành luôn, rất là thật thà luôn á. Bây giờ chúng ta đưa ra quyết định của chính mình đi các bạn. Một, hai, ba. Chúc mừng, cả hai đều bấm nào. Chính thức ta đang hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau nào. Lấy hy vọng là cái khoảng thời gian trước đây, những cái mà hai bạn không có được trọn vẹn thì bây giờ hai bạn sẽ bù đắp được cho nhau những cái mà thiếu sót của nhau, để mà chúng ta xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Phải qua nhà bè thăm bạn gái nhiều nhiều một chút. Em thấy nắm tay bạn gái thấy thích không? Cố gắng tụi em chăm sóc cái tình duyên này cho nó lớn lên, cho nó đông đầy, và báo tin vui cho tụi anh nha. Chúc mừng hai em nụ hôn đầu tiên. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Trai. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Và xin chào bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Đào Nhật Tân, em 26 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Việt Tân hả? Nhật Tân anh. Nhật Tân hả? À, Nhật Tân giống có cái cầu Nhật Tân mà Hà Nội đó.
Nhật Tân 26 tuổi, làm gì Tân? À, công việc của em là tài xế xe cứu hộ. Lái xe cứu hộ? Dạ. À. Nhật Tân 26 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, lái xe cứu hộ. Rồi còn em giới thiệu đi. Chào quý khán giả, chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và em bạn trai ngồi bên kia. Em cảm ơn ban tổ chức và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã cho em cơ hội để đến đây ngày hôm nay. Em tên là Bùi Ngọc Diệu, năm nay em 24 tuổi. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng về quản lý đơn hàng. Nhân viên văn phòng và quản lý đơn hàng chị. Về quản lý đơn hàng á chị. À, về quản lý ngân hàng á hả? Đơn hàng á. Đơn hàng, nhân viên văn phòng quản lý đơn hàng. Dạ. 24 tuổi thôi. Dạ. Nhỏ xíu 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 hả trời. Dạ. Rồi, em có thể nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em đó là em rất là yêu thích nghệ thuật, rồi em hay bao dung tha lỗi cho người khác và thích làm việc thiện và em rất là biết biết nấu ăn nữa chị. Biết nấu ăn hả? Dạ biết nấu ăn, biết đó. chút rồi chị. Vậy hả? Dạ. Có điểm yếu gì không? Dạ điểm yếu của em đó là dễ tin người và em làm việc gì cũng chậm hết. Tại vì em quan niệm chậm mà chắc. Với mỗi khi mà em có một cái thói quen xấu đó là mỗi khi mà em thèm ăn cái món gì là em ăn cho đến khi nào nó ngán thôi, bỏ luôn, không ăn nữa. Vậy đó hả? Dạ. Ồ. Rồi hôm nay là cầm một cái đờn như vậy là sao? Là muốn tặng cho bạn bên kia hay là mình muốn khoe cái sở đoản của mình? Dạ em cũng muốn tặng cho bạn đó một bài hát. Vậy đó hả? Em đờn giỏi, hát giỏi. Dạ em biết đờn với hát chút hả chị? Vậy hả? Hát giỏi. Dạ. Hôm nay bên đây người ta mang cái đờn đi đặng tặng cho bạn bên kia một ca khúc đó. Hay là chút mình gặp nhau mình đờn cho nó cảm nhận nhiều hơn đi nha. Ừ. Rồi, mời bạn trai. Em ưu điểm khuyết điểm thế nào? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu của em là hay ngủ nướng. Hả? Hay ngủ nướng. Ngủ nướng. Ngủ nướng hả? À. Ngủ nướng hả Linh? Ngủ nướng. Ờ. Rồi gì nữa? À, rất là nhát gái. Nhát gái là điểm yếu đó. Nhát gái nhưng mà mấy mối tình rồi? Bốn mối tình mà. Trời ơi, nhát dữ à. Trời ơi, hên là ổng nhát mà bốn mối tình đó. Mà mối tình có 2 tháng rồi. Mối thứ nhất là mấy tháng? 6 tháng. Mối thứ hai? 4 tháng. Mối thứ ba? 2 tháng. Mối thứ tư? 1 tuần rồi. Bốn mối cả ngày nó sụp xuống còn có tuần à. Mối này một là một ngày, hai là cả đời luôn, tức là gặp nhau á nếu được á là cả đời luôn, không được là có ngày này coi thôi. Như ngày bữa nay một thời khắc thôi đó. Ừ. Còn em? Dạ. Em trải qua hai mối tình chị. Hai mối tình? Dạ, mối tình thứ nhất là ở thời sinh viên, mối tình thứ hai là cách đây 2 năm. Cách đây 2 năm là yêu lúc 22 tuổi. Dạ. Được yêu được mấy năm? Dạ yêu được gần 1 năm chị. Gần 1 năm, lý do sao chia tay? Dạ lý do là bạn đó không tôn trọng mẹ em và mẹ em không thích giữ bên hiếu bên tình thì em chọn bên hiếu. Đúng rồi, không tôn trọng mẹ là không có được. Không trân trọng, không tôn trọng ha. Dạ. Còn em hai mối tình sao, bốn mối tình sao chia tay vậy? Em làm quen tìm hiểu mà thấy không hợp. Không hợp hả? À mối tình tuần mà sao không biết không hợp? Nói chuyện thấy bạn đó nói chuyện với lại nó xăm mình không thích. À xăm mình là chỉ tay luôn hả? Trời ơi. Nhưng mà hai bạn còn trẻ quá mà sao hai bạn đã vội vã phải tham gia chương trình vậy? Dạ tại vì em á thì bản thân em là do mẹ em cũng lớn tuổi rồi, mẹ em gần 60 tuổi rồi nên mẹ em muốn em kết hôn sớm để mẹ có cháu vòng nên em cũng tranh thủ. Vậy hả? Dạ. Trời ơi mẹ nôn có cháu dữ vậy. Dạ, 60 rồi, còn trẻ lắm mà. Dạ. Ôi bên, ôi. Bên kia là nôn, bên đây có nôn không? Dạ có anh. Ai nôn? Mẹ nôn. Mẹ em nôn luôn. Trời ơi mẹ nôn luôn vậy hả? Vậy là bên hai bên mẹ nôn không mà hai đứa nhỏ chưa nôn. Trời ơi. Mẹ bên em là bao nhiêu tuổi rồi bạn trai? Mẹ bên em năm nay 51 tuổi. Trời ơi 51 mà đã nôn rồi. Trời ơi là trời, 51 là hôm bữa đó là chương trình mình có một cái chị 55 mà chị kia 55 tuổi mà còn lên tham gia chương trình đó. Cho nên mẹ 51 là còn trẻ lắm. Trẻ quá trẻ luôn. 55 mà chưa có mối tình nào luôn. Rồi bây giờ trở lại với em trai. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Một bạn gái biết lễ phép, biết nghe lời cha mẹ, biết quan tâm chăm sóc gia đình, biết làm nội trợ. Vậy thôi hả? Có cái mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình nào cũng được.
Mẫu hình nào cũng được ha, dễ vậy hả? Miễn sao mà hiểu nhau rồi ha. Dạ, không hiểu lần tuần chia tay luôn. Thôi bên đây là vậy em, đó. Em không thích ở điều gì ở bạn gái? Không thích bạn gái xăm mình, nhõng nhẽo. Sao mình có bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bên bạn trai bên kia? Dạ về sao em nghĩ là khoảng 80% á. Dạ. Ha, đúng không? Chị thấy vậy đó. Ừ. Dạ. Không xăm mình rồi thấy là em là không nhõng nhẽo rồi đó, đúng không? Dạ. Gái nhõng nhẽo dễ thương chứ. Nhõng nhẽo vừa vừa rồi nhõng nhẽo. Còn em sao, cái hình mẫu lý tưởng của em đối với người bạn trai? Dạ, hình mẫu lý tưởng đối với người bạn trai là giống xinh hay vui đó chị. Hả? Xinh hay vui đó chị, đờn đờn với hát này nọ. Và bạn trai em là biết tôn trọng người lớn với ga lăng là được rồi. Ờ. Vui vẻ thì giống ai, giống ai chị. Mà đờn hát thì chưa. Dạ. Nghe nè. Son Ha-jun á chị. Ô, Son Ha-jun. Dạ. Là một tài tử người Hàn Quốc đúng không? Dạ đúng rồi chị. Son Ha-jun để coi nè. Chào, chào cưng. Em tự thấy mình giống Son Ha-jun không? Em có biết Son Ha-jun là ai không? Em không có coi nhạc Hàn Quốc nên mà em không biết người đó luôn đúng không? Dạ. Chị còn không biết nữa sao em biết? Thôi bỏ đi ha. Dạ. Phải làm sao cho mình dùng bản thân mình để mình chinh phục. Ờ mà em có thích nghệ thuật không? Dạ có. Vậy hả? Em có tham gia nghệ thuật bao giờ chưa? À, hồi xưa em lúc năm 2015 em có đi đóng phim. Phim truyền hình. 2015 mà đóng phim hả? Phim gì vậy? 2015. 2015 là cách đây cũng 5 năm. Ừ, là đóng vai gì? À, em đóng vai nhỏ nhỏ rồi bên Cách Ca Đơ. Là vai gì? Vai nhỏ nhỏ là vai gì? Vai công an bên bộ phim Canh Bạc Cuộc Đời tập 36. À, vai công an là coi như cái mặt này lương thiện nè, mới đóng vai công an nè, đúng không? Dạ. Như vậy là cũng đã tham gia nghệ thuật, cũng đã đóng phim. Được rồi em, cái Son Ha-jun nó ở xa lắm em ơi. Kiếm cái người kế bên mình nè. Dạ. Nè. Dạ, còn không giống anh Quyền Linh vui vẻ như vậy. Giống được. Quyền Linh kiếm không có ra đâu em ơi. Việt Nam có một người một mà không có kiếm được. Anh này anh dễ thương hơn anh luôn á. Có vẻ bự bự hơn anh ha, tròn một miệng. Dạ. Giống á, nhìn. Dạ. Cũng được lắm á. Ôi, rồi được rồi. Là nay mình nhiêu rồi ta, quên rồi. Nhiêu 26. Dạ 26. 6. Bạn bên đây có 24 hà. Dạ. Hai đứa còn rất là trẻ trung say đắm luôn á. Ừ. Ở bên kia yêu cầu giống giống Quyền Linh rồi, thấy giống không? 80%. 80% giống Quyền Linh. Thấy giống có cái tóc rồi đó, quăng quăng, mấy người tóc quăng khôn. Ừ. Yes, sợ thảm. Trời luôn. Trời ơi, thằng gái xinh dữ vậy trời. Xinh lắm luôn nè. 24. Dạ. Tuổi có tin nổi không? Quá trời trẻ luôn vậy đó. À. Dạ. Rồi ví dụ giờ đàn trai chịu rồi cưới liền được không? Dạ được. Được luôn hả? Dạ tiếng đó luôn. Thì bây giờ ba mẹ đang hai bên đều đang nôn nao cái luôn chuyện luôn đó. Hả? Ừ. Làm dâu được không? Dạ được luôn anh. Trời ơi, có giỏi dữ trời. Dạ. Làm dâu được luôn hả? Dạ. Bây giờ để tưởng tượng nè, bây giờ á em tưởng tượng bên đó cái người bên đó giống anh Quyền Linh bao nhiêu phần trăm? Là tại vì ông kia ông tự nói ông là giống bao nhiêu rồi, 80%. Dạ. Vậy em cũng nghĩ là khoảng 80. Vậy là ok đúng không? Vậy là ok đúng không? Okay. Đó. Là ok rồi. Còn bên đây sao nè? Chỉ có anh này 26, anh 62 thôi. em hình dung cái người bạn gái bên đây sao? Một nghe qua giọng nói thì em thấy là bạn gái này lễ phép. Nói chuyện lắm. Lễ phép với lại tùy mị. Đẹp không? Còn hình dung hồi tưởng tượng đẹp không? Hết hồn. Tưởng tượng đẹp không? Luôn. Chắc đẹp cũng cỡ Ngọc Trinh. Đẹp Ngọc lắm. Ngọc Trinh là một cái mảng khác. Bạn này rất là dịu dàng. Một kiểu khác nữa. Không, bạn này ngọc nữ. Bạn này là trong sáng. Bạn này là một cái vẻ rất là tinh khiết. Thấy không? Đấy, hai cái khác nhau. Ừ. Nói chung vậy đi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong rồi cho hai trẻ gặp mặt đi. Đúng rồi. Em đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ, bạn thân chị. À, rồi. Mẹ cứ nói đi mẹ. Chào chú Quyền Linh. Chết rồi, con Hồng Vân. Cô... Dạ, dạ, em là Hồng Vân. Cát Tường nó trẻ hơn em phân nữa. Quên, xin hỏi chào MC Hồng Vân. Dạ. Dạ, dạ. Trời ơi, đâu ra mình có 60 tuổi mà mình già gì đâu. Ồ. Vậy đó hả? 65 mà nhìn như là 55 vậy đó. Dạ. Thiệt, nhìn mẹ như 55 tuổi vậy đó. Nhìn... Dạ. Trẻ vậy đó. Nhìn cô là
Tao vô. Ồ vậy đó hả, trời ơi. Ủa? Ế đâu mà ế, nhỏ mới 24 tuổi mà ế cái gì trời ơi. Bây giờ mẹ thấy cái, mẹ thấy cái bạn này sao? Ủa ở chú đâu rồi con? Đó. Bỏ đi lâu chưa? Chú bỏ đi 20 năm rồi, cô ở mình vậy hả? Này kỳ quá. Bây giờ thí dụ như tụi con làm, tụi con muốn kiếm người tri kỷ với cô được không? Không, hôm nay chương trình có mấy chú kia 65, 66 tuổi luôn á. Không, mình tìm người tri kỷ tâm sự chia sẻ thôi. Mắc mơ gì chiều nó, tụi nó có người chia sẻ không? Mẹ mình không có. Trời ơi, vậy hả? Thiệt, nó cản con đường. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Mẹ dễ thương quá. Rồi, mình hỏi ý kiến thằng trai đi. Thằng trai đi với ai? Được, hôm nay em đi với mẹ em. À, có mẹ nữa hả? Mẹ 51 đó hả? Trời đất ơi, bà mẹ nhìn giống như là 45 tuổi vậy đó trời ạ. Ừ. Sao? Thấy con dâu tương lai thì sao nè? Nói nghe nè, mẹ này nói chuyện với mẹ kia xí đi. Ừ. Đúng rồi, đàn trai nói đàn gái chút xíu đi. Mình đàn trai chủ động đứng lên. Đi qua hai chị đó. Đó vừa, đúng rồi đó. Trời ơi, hai bên tương lai đó. Bị bên đây người ta có 51 tuổi thôi. Dạ. Dạ. Bây giờ á là đàn trai nói gì với đàn gái, cầm video nói đi. Giờ nếu tụi nó làm sao đó cho tụi nó đã... Dạ. Nữa Cát Tường nữa. Cát Tường nó thua em tới 20 tuổi lận á. Dạ. Đúng rồi, đâu sao đâu. Hát tặng bà xui gia tương lai câu được không? Rồi hát. Rồi hát tặng bà xui tương lai câu đi. Rồi. Rồi đàn trai mình nói vài câu với đàn gái đi. À. Không, mình nói vài câu là ví dụ hai nhỏ sao đó thì chị cho phép tụi nó quen gì đó. Rồi. Thôi để nói vài câu ân tình đi. Đó, đi. À, bên đàn trai nói vài câu ân tình đi.
Rồi, hai rồi bà cảm ơn hai bà mẹ. Bây giờ lần đầu tiên ôm nhau cái coi, hai bà chú ôm nhau cái coi. Tình chị em với nhau mà đó, trời ơi. Chung quá trời đất. Rồi thôi mở rào đi. Rồi, mở rào. Thì được ha. Hai bên chứng kiến rõ ràng rồi, bây giờ mở rào coi hai đứa trẻ tâm sự nó hiểu nhau, nó bấm nút luôn. Mở rào. Quà nè, tặng quà nè. Đó, đứng lên mình tặng cái gì nè. Đó. Bây giờ em nhận bên đó trước đi, bên gái nhận. Em. Ừ. Em cảm ơn. Rồi, mở em ra luôn. Con. Mở ra luôn, mở ra luôn coi lại gì. Em mở ra đi, em mở ra. Rồi nói ý nghĩa lý do tại sao mình tặng những món quà như thế này. Đây là anh tặng em con heo đất này là để khi chúng ta quen nhau thì chúng ta sẽ nuôi nó chừng nào mà ấy thì chúng ta sẽ lo cho tương lai của chúng ta sau này. Dạ em sẽ cố gắng nhiều. Em cảm ơn. Rồi còn cái kia là gì? Cái kia là gì? Cái này là quả cầu tuyết. Ừ, để ý nghĩa là gì nè? Để chứng minh tình yêu trong sáng của anh dành cho em. Dạ. Rồi, rồi bên đây nè, đây để đây. Rồi đây. Bên nữ tặng gì nè, nói ý nghĩa xong rồi đờn hát tặng anh một bài hát luôn nè. Dạ. Em tặng anh cây xương rồng, bởi vì cây xương rồng nó rất là dễ chăm sóc. Anh chỉ cần để ngoài mưa ngoài nắng gì nó cũng vẫn sống. Và nó cũng giống như là em lặn lội đường xa đến đây giải dầu mưa nắng gió gì để đến gặp anh. Hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Cảm ơn. Ở đây là gì? Đây là gì? Dạ. Dạ, còn cái này là bức tranh em vẽ tặng anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Ồ, vậy đó hả? Dạ. Rồi vậy bây giờ em ngồi em đờn hát luôn đi. Dạ. Đờn luôn. Cho bên anh ấy hết hồn luôn đi. Dạ. Dạ, em xin hát tặng bài hát. Trời ơi, xin lỗi. Để khoe này đó, cưng quá à. Bạn này bạn vẽ cho ông Mai bà mối Quyền Linh Hồng Vân. Thấy rồi. Trời ơi, cưng quá à. Cảm ơn em nha, vẽ Quyền Linh đẹp hơn Hồng Vân. Không, Hồng Vân giống hơn Quyền Linh. Dạ, Hồng Vân giống hơn Quyền Linh. Dạ, em mất cả đêm dễ luôn á chị. Không, dạ đẹp đó, mà chứ em dạ đẹp đó. Dạ, em cảm ơn. Rồi, mình hát bài tặng bạn trai coi nào. Em sẽ hát tặng bài hát là I Love You More Than I Can Say của ca sĩ Leo Sayer. Em yêu anh nhiều hơn những gì em có thể nói. Dạ. Wow, wow, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you just as much tomorrow. Oh, oh, love you more than I can say. Oh, oh, yeah, yeah. I miss you every single day. What might my life be filled with sorrow? Oh, oh, love you more than I can say. I love you now, I need you so. Đây, đưa đây cái đàn nghe. Dạ. Rồi, thấy một cô gái đây. Rồi, hai đứa tâm sự trai đi. Hát hay không? Hát hay hả? Nhìn thấy thích không? Thích. Thích ha, một cô gái rất là xinh xắn ngồi đàn hát nữa. Bây giờ em hát bài đáp lại đi. Kêu cái bạn kia. Em xin hát tặng bạn gái bà hát được con tên hát trước biết sau. Đã bao đêm anh thức viết thư tình gửi chào em tình yêu và nỗi nhớ. Trong đêm khuya vắng anh nghe lòng mình sâu lắng, anh mơ ôm lấy em vào lòng. Rồi bây giờ cảm nhận về cô gái đối diện thế nào? Dạ em cảm nhận là giống anh Quyền Linh. Giống anh Quyền Linh dạ, hả? Bạn hiền rồi cũng đẹp trai, cũng phong độ. Dạ. Bạn cao hơn em nghĩ á, trong trí tưởng tượng em nghĩ á. Dạ. Còn trai? Em cảm nhận bạn gái á là bạn gái dễ thương, nói chuyện lễ phép, dịu dàng. Đẹp không? Đẹp. Dạ em cảm ơn. Hỏi đi hai đứa em. Em có cảm nhận gì khi lần đầu gặp anh? Em cảm nhận anh là hiền á.
cũng rất là lễ phép, và em nghĩ là anh sẽ là người mà em đang cần tìm, và hy vọng hai đứa mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân. Còn anh thì cảm nhận về em như thế nào? Ngay cần đầu gặp em thì anh thấy em dễ thương, nói năng nhẹ dịu dàng, nói chung nha là anh cũng thích. Thì anh mong là hai chúng ta sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu với nhau. Rồi bây giờ hai đứa đều còn trẻ hết trơn á, chưa có đứa nào có nhiều kinh nghiệm về đường tình yêu đúng không? Thì là tụi em định là nếu như mà quen nhau vậy á, thì bao lâu là sẽ cưới, rồi cưới xong rồi bao lâu có con? Cưới thì khoảng 6 tháng trở lên. Rồi có con, rồi chừng có nào con thì khi nào có tính. Hả? Có con thì khi nào có tính, với em cũng không biết trước được. Vậy đó hả? Rồi giờ cưới nhau về rồi ở bên nội hay bên ngoại? Tính đi, bàn bạc với nhau đi. Cưới về thì ở bên em, ở bên nhà em. Nhà em là em nói với chị hay em nói với bé này? Em nói với chị là khác, là bên nhà em đó. Còn em nói nhỏ này là nó bên nhà nhỏ này đó. Em nói với chị. Em nói với chị phải không? Dạ. Tức là ở bên nhà em đúng không? Đó em hỏi ý bạn gái coi như thế nào. Em có chịu làm dâu không? Dạ, đối với em thì chuyện làm dâu là không quan trọng, làm dâu cũng được. Dạ. Quan điểm về hôn nhân, về gia đình, về tình yêu, trao đổi với nhau cho biết đi. Đối với anh hôn nhân, tình yêu là anh là như thế nào về quan điểm? Anh á thì không có gì, nói chung như là em mình á thì ví dụ như mình tìm hiểu với nhau, nó hợp với nhau á thì mình tiến tới hôn nhân. Dạ. Còn đối với em, quan điểm về tình yêu là chỉ cần hai đứa hiểu nhau, thông cảm, đồng cảm với nhau, chia sẻ rồi tha thứ cho nhau và cùng chung xây dựng hạnh phúc. Cái đó em giống anh. Trong những cuộc tranh cãi thì hai đứa bàn luận đi, ai sẽ nhường ai cái gì, ai sẽ là người xin lỗi trước? Trong cuộc tranh cãi thì em là người đầu tiên, em không nói gì. Khi mà bạn gái nóng á thì em không nói gì hết. Em một là em bỏ đi ra trước cửa nhà, hai là em đi ra quán phê, muốn phê xong xíu em về. Em thì em được cái em nhịn hay. Nhịn giỏi nha. Hôm nay là đáng lý là tại vì em chưa có biết anh như thế nào nên chưa thể vẽ chân dung anh được. Nhưng mà sau khi tìm hiểu em sẽ cố gắng nhớ anh và khắc ở trong đầu để vẽ anh. Cảm ơn em. Dạ. Để em hỏi thử các bạn gái có hay ghen không? Em có hay ghen. Dạ, ghen thì em cũng ghen nhưng mà có mức độ nào đó thôi, ít chứ em không phải là cái gì cũng ghen hết. Dạ. Nói chung nha, công việc của anh á thì không có tiếp xúc với nữ nhiều. Dạ. Nhưng mà anh thì có một cái là anh không biết uống rượu uống bia. Dạ, vậy là quá tốt rồi. Dạ. Từ nhỏ lớn giờ anh không biết uống rượu bia. Thì những gì nãy giờ mình đã trao đổi á thì anh cũng mong là hai đứa cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu với nhau. Dạ. Anh có hút thuốc không? Có, anh có hút thuốc. Tại công việc của anh thì anh có hút thuốc. Dạ. Vậy cũng không sao. Dạ. Không có sao hả? Kêu anh bỏ đi chứ không có sao gì. Thời buổi này hút thuốc là lỗi thời rồi. Có, em đang bỏ từ từ chị. Bỏ đi, bỏ tiệt luôn đi. Rồi hỏi bạn gái có ghen không? À, hỏi bạn trai có ghen không? Lộn. Hỏi đi. Anh có ghen không? Anh thì không có ghen. Nhưng mà đối với anh thì cái nào đúng là đúng, còn nào sai là sai. Dạ. Anh quan điểm con gái, ví dụ như em á, em đi làm nhiều khi là công việc rất là nhiều, nhiều khi xin nghỉ cũng rất là khó, tại vì sếp em khó lắm, em xin nghỉ không được, rồi công việc chiếm rất là nhiều thời gian, có khi tối em phải tăng ca đến 8-9 giờ nữa. Nhiều khi như vậy thì thời gian gặp nhau là đối với anh là khoảng nói nhà. Chung ra là mình gặp nhau thì mình cứ sắp xếp thời gian rảnh, thì anh thì anh chỉ làm giờ anh tránh thôi. Dạ. Nếu mà em rảnh giờ nào em cứ phone cho anh là lúc đó là sẽ có anh. Dạ. Rồi bây giờ đó, tương lai nếu mình ở chung một nhà đó thì ai quản lý về mặt kinh tế? Hỏi đi.
Nếu, bạn gái kia. Nếu mà tương lai sau này mình kết hôn á thì mặt kinh tế gia đình thì ai sẽ là người quản lý? Dạ, đối với em thì ai cũng được anh, không em không có quan trọng nha. Đối với anh cũng vậy. Người nào quản lý tốt thì người đó quản lý. Dạ đúng rồi. Hỏi coi em con trai con gái còn lại. Thôi cái đó để từ từ đi anh. Hỏi đi. Phải quan điểm rõ ràng chứ. Em thích con trai hay con gái đầu lòng? Em thích con trai hay con gái đầu lòng? Con trai hay con gái sao anh? Đầu lòng. Đầu lòng. Em thì em thích con trai. Dạ. Giống anh. Hỏi ngược lại. Còn anh? Anh thì em thích con trai. Vậy là mình giống nhau á. Mà được không? Dạ. Được không? Đứa nào thích con trai tự nhiên đẻ ra đầu lòng được. Hai ả tố Nga. Rồi bây giờ nè, em bước tới em nắm tay bạn gái ha. Em nói những cái gì suy nghĩ tận đáy lòng của mình, những cái cảm xúc nãy giờ em đã có với bạn gái đó. Rồi xong mình tiến hành bấm nút. Đứng nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Đó, nó thấy em sao? Anh thì lần đầu tiên gặp em, dạ. Anh cũng thấy thích thích. Nhưng mà thì anh nãy giờ những gì mình trao đổi á, dạ. Thì anh cũng mong là ta cho nhau cơ hội để được tìm hiểu và tiến xa hơn. Dạ, em cũng hy vọng là anh cũng cho em cơ hội để hai đứa mình tiến xa hơn. Dạ. Rồi, trở về ghế. Rồi, bây giờ mình tiến hành bấm nút đi nha. Để tay vào nút bấm. Đây, đúng rồi, ở dưới đó đó. Sẵn sàng chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ 30 giây, kiểm tra lại tất cả những dữ liệu nãy giờ xem mình nói chuyện có hợp hay không. Nhấn vô hả chị? Mình thấy rằng đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Mình nghĩ rằng đây có phải là một người cùng nắm tay với mình để chia sẻ trong những lúc vui buồn, để cùng góp gạo thổi ăn, thổi cơm hay không? À, nếu đúng chúng ta bấm nút. Mà khi bấm nút chúng ta nhớ là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bây giờ mình đang đối diện với ba mẹ, với gia đình, với hàng triệu khán giả nha. Chúng ta phải sống bằng con tim của mình, đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Cạch cạch. Hai cái cạch cạch. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng đôi trẻ nắm tay nhau được rồi đó. Hai đứa dễ thương ha. Hôm nay thì em xin phép là gia đình nhà gái cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Con hứa sẽ làm gì đó. Rồi hứa đi, có mình hai mẹ đó. Con xin phép bác cho con và bạn gái bên đây được chính thức hẹn hò với nhau. Con hứa. Con hứa là con xin bác cho con với anh được hẹn hò với nhau. Trời ơi. Con hứa làm sao? Nói cho bác, nói cho mẹ yên tâm nè, con sẽ là gì nè. Dạ. Dâu hiền, dâu thảo nè. Dạ, con hứa con nếu mà tiến tới được thì con sẽ làm tròn trách nhiệm của một người dâu, dâu hiền, dâu thảo. Trời dạ. Ơi. Cần còn bên quá. Đây là cũng phải hứa với mẹ là sẽ bảo vệ em sao? Con hứa với bác là khi mà tụi con tìm hiểu cũng như tiến tới hôn nhân á thì con sẽ bảo vệ cho bạn gái bên đây và yêu thương. Làm yêu thương hết mình với lại trở thành một con rể tốt. Rồi hay. Ồ. Quá hay quá, trở thành một con rể tốt, câu đó ăn tiền á. Xin bác. Xin bác hôn cái. Con xin phép bác. Mẹ cho gì? Phép rồi đó. Thấy sao cảm giác hôm nay hạnh phúc không? Dạ, hạnh phúc. Hạnh phúc. Có nhớ tên bạn gái tên gì không? Quên luôn. Nhìn như tên Diệu anh. Tên Diệu, hình như tên Diệu hả? Hỏi coi đúng không Diệu? Đúng. Ồ vậy là hay rồi. Rồi Diệu hỏi coi, Diệu nhớ anh tên gì không? Tuổi trẻ nó vậy đó. Nó ào ào chứ nó không nhớ gì. Tên gì? Dạ. Nói đi, gặp bực. Đừng có nói tên Quyền Linh nha. Giống tên Quyền Linh. Nhật gì dạ, mà tên, ngoài Hà Nội tên, đó Nhật, hoa đào gì đó. Dạ tên Nhật Tân nè. À hoa dạ. Đào Nhật Tân á. À, nhớ nha, bây giờ nhớ tên nhau nha. Hai đứa dễ cưng lắm. Giống Quyền Linh ghê ha. Ừ, à. Cái tóc quăng giống Linh lắm á. Ừ, nhưng mà phải tập thể dục bớt. Đừng có để bự như anh với dân Hồng Dân nha. Mắc cười quá thiệt á. Chắc tôi chia tay ông mối này quá thiệt á. Tôi nói thế là sao sao á. Chúc hai em hạnh phúc và cố gắng
chăm sóc mối tình này nha. Dạ. Đừng có để mối tình 6 tháng, 4 tháng, 2 tháng, 4 tuần nha. Bây giờ chỉ có một ngay và cả đời thôi. Em chọn cái nào? Cả đời. Ừ.